phía ban giám đốc của công ty Đại Quang Minh. Kính thưa quý vị, song hành với sự thành công của Đại Quang Minh trong vòng 1 năm qua thì chúng ta cũng đã thấy được với những cá nhân xuất sắc cũng đã nỗ lực hết mình để và mời về sân khấu. Tất cả các anh chị có tên ở đây đều là những nhân viên xuất sắc sẽ cùng đón nhận bằng khen và tiền thưởng của công ty. Và ngay bây giờ xin được kính mời với sự hiện diện của anh Dương Hùng Dũ, Techco Linh Đông, anh Sơn Trung Tín, BIDV Phú Chánh, anh Lâm Minh Thông, Thổ Gia, anh Nguyễn Văn Thiện, Đồng Nai, anh Lê Minh Duy, Kho 10, anh Chu Văn Quảng, Điều Tiết Giao Thông, anh Sơn Tấn Nhật Jamila và anh Cao Trường Khánh Metro Star. Xin kính mời tất cả các anh chị có tên sẽ cùng bước về sân khấu để cùng đón nhận với những món quà cũng như bằng khen ngày hôm nay. Một trong những lớn của quý vị ơi. Cũng đã thay mặt cho công ty cùng trao tặng với những bằng khen ngày hôm nay. Xin được cảm ơn hai anh. Xin được cảm ơn các anh rất nhiều. Thưa quý vị, và song song với những nhân viên xuất sắc thì chúng ta cũng thấy thì ngay bây giờ chúng tôi cũng xin được
trân trọng giới thiệu và mời về sân khấu với món quà và bằng khen. Thị vệ thu thủ chỉ huy tuyển dụng xuất sắc sẽ cùng bước về sân khấu cùng đón nhận với những bằng khen cũng như món quà ngày hôm nay. Xin kính mời chị. Món quà bằng khen mà ban giám đốc công ty Đại Quang Minh sẽ cùng trao tặng cho những cá nhân xuất sắc nhất trong khoảng 4 năm qua. Xin cảm ơn chị rất nhiều. Cùng với công ty từ những ngày đầu thành lập, một lần nữa xin cảm ơn anh Trọng và anh Đức cũng đã cố gắng nỗ lực để cùng đi cùng